Mua máy tập về chưa kịp dùng thì bị hoàng thượng cướp làm chỗ ngủ. Mua cái máy tập về cho đỡ mập. Ai dè chỉ vừa mới khởi động cái máy lên thôi đã bị hoàng thượng cướp làm chỗ ngủ luôn rồi. Nhìn nó nằm thoải mái và ung dung chưa kìa trời. Chứ tôi nhìn cái máy thôi là tôi đã thấy tiền đình tới nơi rồi á. Nói chi đứng lên trên đó. Ấy vậy mà con mèo này nó leo lên nằm một cách rất bình thản. Chắc là cũng tự thấy bản thân mình bữa giờ đớp nhiều pate quá nên leo lên nằm giảm mỡ đây mà. Cơ mà cái máy này của sen mà hoàng thượng ơi, đừng cướp trắng trợn như vậy chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.